phòng thì ngập ngụa những việc chưa làm xong, trong khi vẫn có người thảnh thơi ra ngoài ăn sáng là sao nhỉ? Hay là vì có người chứng minh à? Chị nói gì em không hiểu. Thì ở đây cũng làm gì có ai hiểu. Là tại sao một nhân viên tập sự lại được chủ tịch đưa đón nhỉ? Ngon rồi đấy. Cả ngày hôm qua bà nhịn ăn nhịn uống đấy à? Sao? Thì thấy ăn như chết đói ấy. Hôm qua tôi bận việc, lại đi chuyển nhiều nên ăn uống linh tinh. Thế bà cắn hết đi, xong tôi gọi cho bác nữa. Cảm ơn ông, nhưng ông làm có như tôi là ma đói không bằng ấy. Ông ta ăn hết được 2 bát. Này, lát nữa tôi phải đi ship cây cho khách. Bà tự mua cà phê mà uống đi. Tôi chịu, không đãi bà được đâu. Tôi nghĩ là ông cũng nên thuê người đi ship đi. Đừng tham công tiếc việc quá. Hôm trước khuôn vác cây mới sụn cả lưng đấy. Biết rồi. Mà bà nói tôi ấy, thì cũng phải tự nhìn lại bản thân đi. Bà tham công tiếc việc số 2 thì không ai số 1 đâu. Ok, biết rồi. Vào đi. Sếp ơi, em in xong rồi đây ạ. Em gửi sếp. Anh cảm ơn. Anh dặn là cái này in thành 5 bản cơ mà. Em quên mất ạ. Để em đi in thêm. Mà sếp ơi, phòng mình dạo này đang nhiều việc. Sao mấy việc này sếp không giao cho chị Duyên ạ? Nãy em thấy chị vẫn có thời gian đi ăn sáng với bạn trai đấy ạ. Anh giao việc cho em thì em cứ làm đi. Dạ vâng ạ. Cho tôi gửi. Ông đi luôn đi, cho kịp giờ giao hàng. Ok, tôi đi đây. Nhớ, bye bye. Bye bye. Này cô Di ơi. Dạ. Cô làm nhân viên mới của công ty ông Thắng à? Dạ vâng, cháu tên là Duyên ạ. Thế lần sau cô để xe ở khu B2 nhá. Khu B2 là khu để xe của công ty ông Thắng đấy. À, dạ vâng ạ. Chào bác ạ. Em là chị ạ. Duyên này. Dạ. Phòng thì ngập ngụa những việc chưa làm xong, trong khi vẫn có người thảnh thơi ra ngoài ăn sáng là sao nhỉ? Hay là vì có người chứng minh à? Chị nói gì em không hiểu. Thì ở đây cũng làm gì có ai hiểu. Là tại sao một nhân viên tập sự lại được chủ tịch đưa đón nhỉ? Đấy là công việc chủ tịch yêu cầu em đi cùng. Thì cũng có rất nhiều người khác mà. Tại sao chủ tịch lại ưu ái mỗi mình cô? Cô Duyên, cô Duyên. Dạ. Cái cậu thanh niên vừa chở cô ấy gặp tai nạn ngoài kia. Bác nói sao ạ? Cậu gặp tai nạn ngoài kia. Thế ạ?